Tính tới sáng nay theo giờ Việt Nam, Italy ghi nhận 3.405 trường hợp tử vong, nhiều hơn so với Trung Quốc. Trong khi đó, ổ dịch thứ hai của châu Âu là Tây Ban Nha, ghi nhận 767 ca tử vong và hơn 17.000 ca nhiễm. Đức và Pháp đều ghi nhận thêm khoảng 1.400 ca nhiễm mới. Tại Anh là 104 ca tử vong và hơn 2.600 ca nhiễm. Đáng chú ý, trong ngày 19 tháng 3, Hoàng tử Monaco và trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu-EU, ông Michel Barnier, đều thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.